không tròn ấy. Hello xin chào tất cả các em. hello à, xin lỗi các em cô bị muộn một chút bởi vì cô online dở chữa bài cho lớp ngữ pháp cho nên là bị muộn một chút ok rồi à các em hãy giúp cô chia sẻ một lần livestream về tường của các em nhé các em hãy giúp cô chia sẻ một lần livestream về tường của các em nhé xin chào tất cả các em Ok, rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chữa cái bài kiểm tra tiến độ số 2 của lớp lấy gốc ngữ pháp các em nhé. Ok, đây là bài tiến độ số 2. À, các bạn à, hiện nay đã học được đến chuyên đề số 8 rồi. Và cứ sau mỗi 4 chuyên đề thì chúng ta sẽ có một bài kiểm tra để tổng hợp lại từ chuyên đề số 1 đến cái chuyên đề mà chúng ta vừa mới kết thúc. Đúng không ạ? Rồi, và hôm qua thì cô có để public cái bài kiểm tra này thì tất cả các em cùng có thể uh, làm... Và xem xem là cái um, phần ngữ pháp của mình nó đang đến đâu Và cô dẫn nhận được vô cùng nhiều lời yêu cầu là các em muốn được live Để chữa cái bài ngữ pháp này Do vậy mà hôm nay cô uh, delay cái um, buổi chữa 1.000 câu uh, hàng ngày Để cô chữa bài này cho các em, được ạ Rồi, ở trong bài này có rất là nhiều các nội dung về ngữ pháp và từ vựng hay Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta ở trong bài này có rất là nhiều các nội dung và từ vựng hay. Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta Ở trong bài này có rất là nhiều các hay Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta Ở trong bài này có rất là nhiều góc hay Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta Ở trong bài này có rất là nhiều góc hay Do vậy mà các em cố gắng là chúng ta Ứ Ok rồi chúng ta sẽ bắt đầu ngay với câu hỏi đầu tiên các em nhé. Câu hỏi số 1 của cô. Câu hỏi số 1 nhìn vào đây thì các em cũng thể biết ngay. Nhìn vào bốn phương án này cô có expected, has expected, had expected hay là has been expected. Thì đây là câu hỏi thuộc về ngữ pháp đúng không ạ? Và cụ thể hơn nó là câu hỏi thuộc về thì của động từ. Được chưa? Đấy, đây là kiến thức về thì của động từ. Nhá. Kiến thức về thì của động từ. Thứ nhất cô có the politician to be re-elected, but in the end, she only got 10% of the vote. À, chúng ta nhìn trong trường hợp này cho cô thì chúng ta sẽ thấy này. Ở đây, tất cả các cái từ này của cô, cái này của cô là got, đúng không ạ? Vậy got ở đây của cô là gì ạ? Got của cô ở đây nó là quá khứ rồi, đúng không? Quá khứ rồi. Quá khứ đơn, tức là hành động này đã xảy ra trong thì quá khứ, đúng chưa? đã xảy ra nhiều quá khứ nào cái nhà chính trị gia này hy vọng đã hy vọng là được được đắc cử lại đúng không được được người ta bầu lại đúng không ạ nhưng cuối cùng thì cô ấy chỉ nhận được có tám À 10% phiếu bầu Mà cái việc nhận được 10% phiếu bầu này Đã xảy ra trong quá khứ, hoàn thành trong quá khứ rồi Vậy thì cái việc cô ấy mong chờ Được bầu cử lại, mong cử mong chờ Được đắc cử, nó phải là một hành động Xảy ra trước hành động trong quá khứ Vậy nếu hành động xảy ra trước hành động trong quá khứ thì cô sẽ phải để ở quá khứ hoàn thành thôi. Đúng không ạ? Đây là nội dung rất là cơ bản rồi nhá. Vậy nếu để ở quá khứ hoàn thành thì cô đối chiếu với cấu trúc cô sẽ thấy này, expected của cô đây là quá khứ đơn. Had expected là quá khứ hoàn thành. Đúng không? Has expected ở đây là hiện tại hoàn thành. Và has been expected là hiện tại hoàn thành ở dạng bị động. Đúng chưa? Vậy trong trường hợp này cô chọn quá khứ hoàn thành cô chọn luôn đáp án C B thôi. Vậy là xong nhá. Vậy những bạn nào mà chọn phương án B thì chúng ta đã được điểm rồi. Đúng chưa ạ? Câu số 2 của cô, câu số 2 cũng là một cái từ nó khá, một cái câu cũng khá là lắt léo mà các em cũng cần phải phân biệt được. Đúng không ạ? Now look at the wonderful sea life and then on Wednesday we think we think we a tour of old town. Ok, câu này của cô là một câu gì ạ? Nhìn vào cuộc sống ở dưới biển tuyệt vời như thế này Thì vào ngày thứ tư Tôi nghĩ, chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đi một cái tour Đúng không ạ? Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đi một cái tour tham quan Old Town, tham quan các khu phố cổ Được chưa ạ? Nào, thế thì ở đây là gì ạ? Chúng tôi nghĩ là Chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm một cái việc gì đó Đúng không ạ? Vậy cái này nó mới chỉ đưa ra là gì thôi ạ? Nó chưa có plan, đúng không? Mà nó chỉ là gì ạ? Quyết định tại thời điểm nói thôi Nhá Nó chỉ là quyết định tại cái thời điểm nào Một quyết định tại thời điểm khi chúng tôi nhìn thấy cái gì ạ? Nhìn thấy wonderful sea life như thế này Và hành động rút ra tại thời điểm nói chúng Cô dùng tương lai đơn nữa cô Nhá còn cái này chúng ta có thể dùng be going to tuy nhiên nó phải có plan nó phải có kế hoạch cơ vậy trong trường hợp này cô chọn đáp án C thôi được chọn will take rồi câu số 3 này The number of women who have ever used the internet By more than 60% since Câu này dễ quá Khi nhìn thấy có since cộng với cả một năm như thế này Đúng không? Thứ nhất là cô xác định này The number of women The number of women của cô đây là là chủ ngữ Cái who have ever used the internet Cái này nó chỉ đóng vai trò là gì thôi Mệnh để quan hệ Để bổ sung ý nghĩa cho thằng woman này mà thôi Cho nên cái này coi như là thành phần không quan trọng Ở đây nó thiếu một động từ Đúng không? Nó thiếu một động từ chính Và động từ này nó sẽ phải chia theo cái thằng The number of women này Đúng chưa? Mà cô thấy nó có Since 19 Cô có since cộng với cả mốc thời gian Since cộng mốc thời gian Thì cái câu này của cô Sẽ phải chia động từ ở đâu? Chia động từ ở hiện tại hoàn thành, có đúng không? Đấy, hiện tại hoàn thành thì cô nhìn Cô sẽ chọn luôn được đáp án A hoặc đáp án C Đúng chưa? Cái này là quá khứ đơn, cô loại này Cái này là verb in Đứng một mình không được, loại, đúng chưa? Ok, xin lỗi các em Bởi vì hôm nay Giọng cô hơi bị khàn ấy Cho nên nếu mà cô nói mà nó hơi khó nghe một chút Thì các em cố gắng nhé à, Chúng ta nhìn thấy này Ở đây cô cần một à, động từ hiện tại hoàn thành Ok, có thể phương án nào và phương án C Chủ ngữ chính cho cô này của cô là The number of ừ, Vậy chúng ta lại phải kết hợp thêm một cái cấu trúc nữa À thêm một cái một cái nội dung chuyên đề nữa, đấy là hòa hợp chủ vị. Hòa hợp chủ vị. Đấy. Vậy thì câu này họ hỏi em hai kiến thức liền, một là kiến thức về thì chia động từ, hai là kiến thức hòa hợp chủ vị. Vậy chúng ta thấy the number of thì sẽ đi với động từ số ít, đúng không ạ? Nhá cái này là hòa hợp chủ vị. Những bạn mà đã học cái khóa ngữ pháp của cô thì các bạn đã biết cái này quá rõ rồi nhá. Cho nên không cần phải giải thích nhiều đâu. Được chưa? Động từ cộng với động từ số ít. Vậy cô chọn đáp án A, xong chưa? Rất là nhanh. Rồi câu số 4 này. Notice to all the conference participants. Please note that you register before entering the conference hall. Thì ở đây cô sẽ có cái gì ạ? Một cái lời thông báo đến với tất cả những người tham dự hội thảo. Hãy lưu ý rằng bạn phải đăng ký trước khi đi vào phòng hội thảo. Đúng chưa? Bạn phải đăng ký register của cô. Đây là đăng ký bạn phải đăng ký trước khi vào phòng hội thảo thì cái này là gì ạ cái này là cái này người ta đang muốn nói đến cái gì người ta đang muốn nói đến một cái rules một cái regulation đúng không một cái luật là như vậy rồi nhá một cái luật là như vậy rồi nào vậy thì bạn phải đăng ký chúng ta không chọn b chúng ta cũng không chọn c được đúng chưa chúng ta sẽ có hai phương án là have to và must thì have to ở đây có nghĩa là gì have to là phải phải nhưng mà nó mang tính chất là gì ạ cần thiết nhá ai đó thấy một điều gì đó cần thiết phải làm Còn must ở đây nó là đi theo rules Nó đi theo gì ạ? Quy tắc luật lệ Được chưa? Nó là những cái quy tắc luật lệ, những quy chuẩn Vậy thì trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án đi nhá Must, được chưa ạ? Ok Rồi Câu số 5 này It seems that the new system of sending out reminders have worked, Has worked Because this year 90% of members remember ở đây cô nhìn thấy remember thì cô sẽ có hai trường hợp hoặc cộng với verb in nếu là nhớ một việc đã xảy ra. Nhớ việc đã xảy ra trong quá khứ. Nhớ một việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn remember to verb là nhớ một việc chưa làm. nhớ là chưa làm cái việc gì. Vậy trong trường hợp này là gì ạ? Câu này cô sẽ dịch là gì ạ? Có vẻ như là cái hệ thống mới Đúng không? Cái hệ thống mới uh, sending out. Uh, có vẻ như là cái hệ thống gửi lời nhắc nhở mới reminders ở đây là nhắc nhở có vẻ như là cái hệ thống gửi lời nhắc mới nó có tác dụng bởi vì vào năm nay 90% thành viên đúng không? 90% thành viên đã nhớ làm sao ạ? gia hạn cái tư cách thành viên của mình đúng hạn. Vậy nhớ ở đây là nhớ không phải là không phải là gia hạn rồi mà mình nhớ lại cái việc đấy mà đây là nhớ một cái việc chúng ta phải làm, nhớ một việc chúng ta chưa làm là gia hạn cái tư cách thành viên, đúng không? Đó, vậy thì trong trường hợp này cô sẽ phải lựa chọn là remember to verb đáp án là B. Được chưa? To renew gia hạn nhé trong trường hợp này renew mà nghĩa là gia hạn. Được chưa? Kéo dài hạn ra. Ok, câu số 6 này. Uh, at yesterday's hearing the judge insisted that Mr. Grant. Chúng khi chúng ta nhìn thấy câu này thì chúng ta biết ngay câu này là câu giả định. Được chưa? Câu này là câu giả định rồi. Đấy, đây là kiến thức về câu giả định. Giả định của cô thì sẽ có 3 dạng. Giả định ở hiện tại. Nhớ. Có thật, đúng không ạ? Chỉ sự mong muốn, ao ước. Có thật làm gì? Thứ hai vẫn là hiện tại nhưng mà chúng ta lại dùng did và cái này là muốn mong muốn không có thật Được chưa Muốn mong muốn không có thật Hiện tại Và cuối cùng là Giả định trong thì quá khứ Thì chúng ta dùng quá khứ hoàn thành Là hết done Cái này là không cũng là không có thật Nhưng nó là không có thật trong quá khứ Ok chưa Và đây cô sẽ xem này Cái câu này của cô là insist nhá Nhớ cô cái từ này là insist that Chúng ta có chủ ngữ này Cộng với một cái insit, cộng với that Thì đằng sau sẽ là chủ ngữ cộng với cộng đường nguyên thể với tất cả mọi ngôi Hai cái câu này có một cái gọi khác nữa là câu ẩn shoot các em nhé Tức là gì? Người ta ẩn một cái từ shoot ở phía đằng trước động từ này đi Và đấy là lý do tại sao cái động từ đằng sau nó phải là nguyên thể Cho dù cái chủ ngữ này là cái gì Được chưa ạ? Bởi vì về mặt bản chất ý nhá Bởi vì về mặt bản chất người ta hiểu rằng động từ nguyên thể ở đây Là đứng đằng sau một từ shoot Chẳng qua cái từ shoot này nó bị ẩn đi mà thôi Được chưa? Do vậy ở đây chúng ta sẽ cộng với động từ nguyên thể và đáp án A Được chưa? Rồi Cái bài về ngữ pháp thì cô sẽ cố gắng là tập trung về mặt ngữ pháp Và cô sẽ xin phép là Cô sẽ không Cô sẽ không xử lý nhiều về mặt từ vựng Được không ạ? nhé Câu số 7 này Khi các em đi thi các em cũng phải nhớ cho cô một điều là đối với các câu hỏi về ngữ pháp thì các em phải làm nhanh nhất có thể bởi vì nó hoàn toàn dựa vào công thức thôi nó không ảnh hưởng đến từ vựng mấy câu nào ảnh hưởng đến từ vựng thì cô sẽ chữa về từ vựng còn câu nào không ảnh hưởng đến từ vựng cô sẽ chỉ ra cho các em biết là các em phải học như thế nào để chúng ta ăn được điểm nhanh nhất ở cái câu đó được chưa nhá vậy câu số 7 này ví dụ như câu số 7 này chẳng hạn câu số 7 là cái câu này là chắc chắn nhìn ở đây cô biết là câu hỏi này là câu hỏi đuôi rồi mà cái câu hỏi đuôi là cái câu hỏi mà không bao giờ rất ít khi các em phải động đến đến nghĩa các em chỉ cần xác định cho cô đâu là chủ ngữ và đây là động từ chính trong câu Là xong Thì chúng ta nhìn thấy ở đây này The role of packaging ở đây là chủ ngữ Đúng không? Is likely ở đây là động từ Xong chưa? Cô xác định chủ ngữ là động từ The role của cô ở đây là số ít Cho nên nó bằng với cả chủ ngữ là it Được chưa? Do vậy cô sẽ lấy lại Câu hỏi đuôi cô sẽ lấy lại chủ ngữ là it To be của cô đây là is Cô phải lấy lại trợ động từ là is Được chưa? Và is likely to be very different Thì câu này của cô mang nghĩa khẳng định Vậy đây cô sẽ dùng đuôi dạng phủ định isn't it Với đáp án cuối cùng của cô là C Xong chưa? Đó Cô chữa cho các em trên tinh thần là tư duy Nhá Chúng ta tư duy về câu đấy như thế nào? Được chưa ạ? Nào câu số 8 Nhìn vào câu số 8 chúng ta biết ngay đây là cấu trúc so sánh rồi Nhá so sánh Được chưa Bây giờ xem so sánh ngang, so sánh hơn hay là so sánh bằng thì it was by far By far này chỉ là từ nhấn mạnh Vứt không quan tâm movie I have ever seen. Nào, đây là cái 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 bộ phim tệ nhất mà tôi từng xem. Do vậy đây nó phải so sánh gì ạ? Nó phải so sánh nhất rồi. Đúng không? So sánh nhất thì ở đây không có giờ cô vẫn đi luôn. Hai thằng the worst và the worst thì cái này là so sánh hơn, không có trường hợp này. Vậy đáp án đây là B. Uh, sorry các em. Chỗ này là bị nhầm một chút. Đây là đáp đi nhé. Uh, có bạn nào mà chọn phương án B? Ok, phương án B, cứ phương án B đúng là được. Câu số 9 này. Dr. Winkle, a Vietnam expert from University of Melbourne, said that authorities... Nào, trong câu này của cô là câu về gì đấy ạ? Dr. Winkle đã nói rằng, đúng không? Đã nói rằng authority đã tìm ra. Vậy thì cái việc nói này đã xảy ra trong quá khứ rồi. Và hành động đã nói một cái việc gì đó Thì cái hành động này đã phải xảy ra quá khứ hoàn thành Hành động xảy ra trước hành động trong quá khứ Vậy cái này cô chọn đáp án đi Được ạ? Quá khứ hoàn thành Câu số 10 nào This is the longest essay I To write since entering university Đây là cái bài essay dài nhất mà tôi từng đọc Đúng không ạ? Vậy đây là cái gì? Chúng ta sẽ có này It is thì làm sao sẽ cộng với hiện tại hoàn thành Đúng không? Còn nếu đây là this was thì làm sao sẽ cộng với gì ạ? Quá khứ đơn. À quá quá khứ hoàn thành sorry. Ok. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn it is là hiện tại hoàn thành nhá. Vậy đáp án là gì? Đáp án A. Have ever had. Đúng chưa? 9D. Rồi, 10A nhá. 11 này, the total number of people accessing the internet. Nào, cái số lượng số lượng người mà 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 gì nhỉ? đăng nhập vào đúng không? Internet đã tăng lên hàng năm. Tăng lên hàng năm thì ở đây nó là chia động từ này, vừa kết hợp hai cái, một là thì, hai là hòa hợp chủ vị. Nhớ, vừa kết hợp thì vừa kết hợp hòa hợp chủ vị luôn. Thế trong trường hợp này thứ nhất chúng ta phải xem thì gì? Tăng lên hàng năm. Đúng không ạ? Tăng lên vào mỗi năm. Đúng chưa? Tăng lên vào mỗi năm Mặc dù cái số lượng tăng nhiều nhất Là đã diễn ra vào năm này năm này rồi Vậy hành động này đã xảy ra trong quá khứ Vứt cô không quan tâm Nó không liên quan Đấy chưa ạ Vậy cái số lượng người truy cập internet tăng lên hàng năm Đúng không? Thì chúng ta sẽ phải chia động từ sự, sự tăng lên ấy Sự tăng lên Cái này sẽ là hiện tại hoàn thành Được chưa ạ? Cứ tăng lên, tăng lên, tăng lên Đúng không ạ? Hiện tại hoàn thành vậy thì cô sẽ chọn đáp án C hoặc là phương án D. Tuy nhiên the number of sẽ phải cộng với động từ số ít. Vậy thì cô sẽ chọn hiện tại hoàn thành với động từ số ít, đáp án là C, has grown. Được chưa ạ? Rồi câu số 12 này. It's very easy living with someone. Uh, who doesn't remember any of the past thật là một việc không dễ dàng. Đúng không ạ? Không thể là một việc dễ dàng được khi mà sống với một ai đó mà lại không nhớ gì về quá khứ cả. Đúng không? Thật không là một việc dễ dàng. Thì ở đây sẽ là gì ạ? It can't be very easy. Okay? Không thể là một việc dễ dàng. Rồi, câu số 13 này. Try, try cô có hai cấu trúc try verbing là thử làm gì. Và try to verb là cố gắng làm gì Được chưa Thế thì ở đây nếu mà phủ định Thì sẽ là try not verbing Còn nếu phủ định ở đây sẽ là try not to verb Đúng chưa Vậy cho nên là chúng ta sẽ chọn là cố gắng hay là thử Nào, tôi luôn luôn lo lắng về cái buổi phỏng vấn đó Và mặc dù tôi đã rất là cố gắng để không lo lắng Nhưng tôi vẫn bị tỉnh giấc hàng đêm Đúng không? Cố gắng để không lo lắng Vậy đây sẽ là try not to worry Đáp án A Được chưa? Cố gắng để không lo lắng Chúng ta sẽ có try not to do something Ok? Rồi câu số 14 The US won more than More than Lưu ý cho cô này Ở đây chúng ta cấu trúc của so sánh gấp bội nhá Đây là bài của cấu trúc so sánh gấp bội Thì các em cứ nhớ cho cô này Chúng ta sẽ phải có số lần Sau đó mới cộng đến SS Đúng không? Thế thì three times nó phải đứng đầu tiên Sau đó nó phải đi về s Thì medals ở đây của cô là danh từ đếm được Do vậy chúng ta không đi về much mà nó phải đi về many Đúng chưa? Vậy đây là three times chứ không phải là times three Cái này cô loại luôn Vậy đáp án cuối cùng cô sẽ chọn đáp án C Three times as many medals as Ok? Rồi Ok Câu 14 đáp án C này Câu 15 ạ The projected population will h progressively during the increasing proportion of the elderly and the decreasing proportion of children. Ok, câu hỏi đuôi nhá. Đây là câu hỏi đuôi. Được chưa? Đây là câu hỏi đuôi. Thì xác định cho cô xem chủ ngữ là gì và động từ là gì rồi chúng ta biết ngay. Thứ nhất chủ ngữ là the projected population. Cái chủ ngữ này của cô đóng vai trò bằng với từ it. <laughs> Will H Ở đây là cô là Will Vậy cái này cô sẽ lấy lại là Will it Đúng chưa? Tuy nhiên ở đây nó là gì ạ? Nó là câu khẳng định Do vậy mà là sau cô phải dùng phủ định là Won't it Vậy đáp án cuối cùng là đi Được chưa ạ? Các em lưu ý cho cô đối với cái câu hỏi đuôi là một cái câu hỏi mà cô đã lựa chọn ra để dạy cho các anh chị 2K2 chống liệt. Do vậy nó là một câu hỏi vô cùng dễ nhá. Về gặp câu hỏi đuôi các em không được phép làm sai. Được chưa? Nó chỉ là lấy lại cái chủ ngữ ở đằng sau Cộng với cả trợ động từ Dạng ngược lại với cả cái 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 trợ động từ Họ cho ở câu trước mà thôi Ok Rồi câu số 16 này The sun hits the ground This is one warm warming the air nearby And the warming air rises into the sky Cái câu này nghe có vẻ là khó Nhưng thực ra không có gì khó các em ạ Nhớ không có gì khó cả Nhớ chúng ta nhìn thấy này nào The sun heats the ground Cái này đúng, không có gì sai cả Được chưa This is warming the air nearby And the warm, and the warm air rises into the sky trong câu này nó diễn tả một cái sự thật hiển nhiên đúng không mặt trời thì làm nóng mặt đất này đúng không điều này nó lại làm nóng cái không khí cái việc này nó làm nóng cái các cái không khí ở gần đó đúng không và những cái không khí nóng đó nó lại làm sao ạ nó lại bốc hơi lên bầu trời Vậy cái này là chỉ một cái gì đấy ạ? Hiển nhiên Và nếu cái hiển nhiên thì chúng ta sẽ luôn chia động từ ở đâu ạ? Luôn chia động từ ở hiện tại đơn Đúng không? Đấy Thế thì không thể là it is warming được nhá Mà đây sẽ chỉ là gì thôi? This warms Được chưa? Chúng ta sẽ chuyển nó thành hiện tại đơn thôi Câu này các em có thể nhận diện một cách nữa Đấy là bằng cách là song song với cả rises nhá ở đây chúng ta sẽ cho ra thấy này có chủ ngữ cộng với cả động từ rises là động từ chia quá khứ đơn nối với nhau bằng n vậy thì cái mệnh đề trước n cũng phải là một chủ ngữ cộng với cả động từ chia hiện tại đơn là warms chủ ngữ warms and chủ ngữ rises vậy hai cái này nó mới song song với nhau nhá vậy cái câu này nó còn là một câu cấu trúc song song nữa được chưa câu số 17 bảy While we were waiting for help, it was stopping snowing, and we sang a lots of songs to keep ourselves cheerful. Khi trong khi mà chúng tôi đang đợi, đúng không? đang đợi cứu trợ, thì trời tạnh mưa. Hành động đang xảy ra cô để hiện ở quá khứ tiếp diễn hành động xen vào cô phải để ở quá khứ đơn. Do vậy trong trường hợp này cô không dùng was stopping được mà cô sẽ phải sử dụng stopped, nhá. Vậy nó sẽ sai phương án gì ạ? À? Phương án B tiếp Đúng chưa? Câu số 18 này Wind generated engineer À sorry en, en, Energy Wind generated engineer en, en, Sorry Energy nhá yeah. Tức là những cái nguồn năng lượng mà được tái được được tạo ra từ gió đúng không thì rất là gì lại bền vững đúng không ạ than fossil fuel than fossil fuel. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ngay đúng không ạ? Ở đây chúng ta có thấy than ở đây. Tức phải là phải bền vững hơn chứ không thể là bền vững. Sau đó lại có than đúng không nhỉ? Thì không đúng. Vậy ở đây cô sẽ phải sai ở phương án B và cô phải sửa lại thành gì? More sustainable. Đúng chưa? Nhìn cái biết ngay đó bạn sai luôn. Đấy. Câu 18 có nghĩa là gì ạ? Năng lượng được tạo ra từ gió thì bền vững hơn so với năng lượng mà có nguồn gốc từ hóa thạch bởi vì chúng ta sẽ nhanh chóng cạn kiệt nguồn nhiên liệu hóa thạch. Đúng chưa? Rồi, run out ở đây là cạn kiệt nhá Cạn kiệt. Câu số 19 này, the committee members along with. Nào. Câu này của cô này. Committee members của cô đây là chủ ngữ số nhiều. Đúng không em? Chủ ngữ số nhiều nhá along with cái gì đó cô không cần quan tâm bởi vì thằng này chỉ là thằng phụ thôi. Thằng động từ đằng sau này nó phải chia theo cái thằng members này. Member là số nhiều thì is không được phép là số ít. Do vậy ở đây sẽ là sai ở phương án C và chúng ta phải sửa thành gì? are. Được chưa? Và câu này là câu thuộc về hòa hợp chủ vị. Ok. Câu số 20 này, it is a shame that we have become so dependent on cars now, so we should trying to. đấy câu này là câu về động từ khuyết thiếu. câu này dễ quá đúng không ạ? không bao giờ từ should mà nó lại đi với trying như thế này cả. should sẽ phải chỉ vi với động từ thường thôi, Cho nên trying sẽ phải chuyển thành try. và câu này là câu hỏi về động từ khuyết thiếu. chúng ta có hẳn một chuyên đề về động từ khuyết thiếu rồi. nhá, Cho nên không được phép sai câu này. Câu số 21. Yes, in my country, teachers must follow, must cộng động từ nguyên thể, đúng, không gì sai, a curriculum, but the government doesn't force them. Ở đây cấu trúc của cô là force này. Somebody to do. Có nghĩa là bắt ép ai làm gì. Bắt ép ai làm gì. Được chưa? Vậy thì trong trường hợp này sai phương án D và chúng ta phải chuyển cho cô thành to teach. Được chưa? Và đây là cấu trúc của câu gì? Đây là cấu trúc của chuyên đề gì? Chuyên đề gerunds infinitive. Nhá? Chuyên đề động từ verb in và động từ nguyên mẫu. Được là Danh động từ đấy. Ok. Rồi so, câu số 22. Members of the committee suggested England excluded from future international tournaments. Ok. Câu này chúng ta nhìn thấy chúng ta sẽ thấy vấn đề ở chỗ nào thành viên đúng không thành viên của các cái này suggested england phải làm sao ạ à? phải là bị loại ra khỏi đúng không nước anh bị loại ra khỏi cái cuộc đua này thế trong trường hợp này sẽ phải sai phương án uh, B nhé xài phương án B và chúng ta sẽ sửa lại cho cô là be excluded được chưa? Và câu này là câu giả định. Được chưa? Câu giả định. Ở đây nó ẩn từ that ở đây. Ok? Câu này là câu giả định. Được chưa? Nhá. Phải sửa thành cho cô là be excluded. Hay có cái khác câu này là câu ẩn shoot. Được chưa? Ẩn chút Động từ là nguyên thể với tất cả mọi người. Ok. Câu 22 sẽ là đáp án B. Rồi. Câu 23 sẽ là đáp án gì? Câu 23 Essentially people only engage in Engage in, in là tham gia vào cái gì đấy đúng Không có gì sai cả Effort demanding systematic processing Systematic processing Nó là một cái hệ Một cái quy trình mang tính hệ thống Đây là tính từ Đi kèm với danh từ không có gì sai hết When a situation satisfies it Do they Các em lưu ý cho cô này Chúng ta nhìn thấy Câu này của cô là câu có hai mệnh đề Đúng không? Thì cái quen này nó là mệnh đề phụ Các em vứt đi, không quan tâm Nhá yeah. Mệnh đề chính của cô đây là people, chủ ngữ Cái này bằng với ngôi dây Engage của cô đây là hiện tại đơn Đúng không ạ? Cho nên trợ động từ trong hiện tại đơn của cô sẽ là do Đúng rồi Tuy nhiên câu này cô đang ở dạng khẳng định Do vậy một cô phải dùng không dùng do mà cô phải dùng gì ạ? Don't thì mới đúng Nhá yeah. Vậy thì cô xài đáp án đi và chúng ta sửa thành don't đây. Và đây là cấu trúc, đây là câu hỏi gì? À đây là loại câu hỏi gì? Câu hỏi đuôi Okay, chưa? Đấy. Rồi, tiếp theo câu số 24. Câu số 24 the the website listed hotels in a wide price range, and I was amazed that the expensive the over. Okay, the Nào, cái website này nó liệt kê những cái uh, khách sạn mà có các cái gì đấy ạ? Có 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 cái um, giá rất là khác nhau, đúng không? Và tôi ngạc nhiên rằng cái khách sạn không phải là vì expensive ones mà phải là gì ạ? Những cái khách sạn đắt nhất nhá thì có giá hơn 500 000 đô hay hơn 500 đô một tối. Thì trong trường hợp này có phải chọn đáp án đi và chuyển cho cô thành the most expensive. Yeah? Chứ không thể là the expensive. The expensive ones. Okay? rồi câu số 10, 25 này Eventually the truck was coming and pulled okay câu này dễ quá And, pull, and Và nối với nhau bằng quá khứ đơn Do vậy mà động từ đằng trước cũng phải ở quá khứ đơn Chứ không thể là ở quá khứ tiếp diễn như thế này được Vậy ở câu này sẽ sai A luôn cô sửa thành came. Được chưa? Và câu này là kiến thức về gì? Kiến thức về cấu trúc song song. Nhá, kiến thức về cấu trúc song song. Rồi câu số 26. By the time I got to the meeting day, they have already discussed the important issues and they had made the big decisions without me. Câu 26 chúng ta nhìn thấy ngay ở đây sẽ là đáp án gì? Tại cái thời điểm mà tôi đến cái Uh, meeting đây, đúng không? Tại cái thời điểm, tại cái thời điểm mà 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 tôi đến cái ngày họp đó, thì họ đã bàn bạc xong những cái important show rồi và họ đã đưa ra kết luận cuối cùng mà không có tôi về một việc đã xảy ra. Nó phải là để đâu ạ? Để quá khứ hoàn thành, hết done, đúng chưa? Chứ không thể have như này được. Vậy cô sẽ sửa lại phương án B ở đây là gì? Had already. Disgust. okay yeah Rồi. Câu số in my country public transport is not very reliable so the first things the government has to do is to ensure that buses and trains are a viable alternative to the car okay go it has to do In my country, public transport is not Câu này đúng, không có gì sai cả Public transport, đây là danh từ số ít triệu Được là is not very reliable Được chưa ạ? Ờ, ở đất nước của chúng tôi thì Việc đi giao thông công cộng thì không được yên tâm lắm Vì vậy mà cái Cái gì ạ? Cái việc đầu tiên Nhá, cái việc đầu tiên Mà chính phủ số nhiều này Nhìn thấy chưa? Phải làm, vậy không thể là has được Mà trong trường hợp này phải sửa thành gì? Have to do việc đầu tiên chính phủ phải làm, đúng chưa? đấy là đảm bảo rằng, đúng không ạ? đảm bảo rằng là xe buýt và tàu hỏa là những cái phương tiện, là những cái gì ạ? giải pháp thay thế khả thi cho ô tô viable là khả thi. OK, rồi chúng ta nhìn thấy ngay đây Governs là danh từ số nhiều, không thể là has được, mà phải là have to do vậy thôi. câu số 28 tám If you have supportive teachers at school who encourage you work hard, you are more likely to go on to be conscientious. Conscientious của cô đây là tính từ. Nhớ, tính từ ở đây nó mang nghĩa là tập trung vào cái gì? Tập trung, tính từ tập trung vào cái gì? Được chưa? Thế trong trường hợp này nó sẽ sai câu 28, cô sẽ sai ở đâu? Nếu mà bạn đúng không có những cái người giáo viên mà hỗ trợ ở trường những cái người mà khuyến khích bạn làm về chăm chỉ vậy encourage của cô này cấu trúc encourage somebody to do something có nghĩa là khuyến khích ai làm gì được chưa vậy trong trường hợp này cô không thể chọn đáp án là work à cô không thể chọn là work à cô không thể để là work được mà cô phải sửa thành to work chưa? Khuyến khích ai làm gì Và đây là cấu trúc câu này hỏi về danh động từ Động từ nguyên mẫu Hỏi về danh động từ và động từ nguyên mẫu Ok Bài này bạn nào mà làm được khoảng 9 điểm Thì cô nghĩ là rất ổn yeah? Bài này bạn nào làm được 9 điểm Rất ổn Câu số 29 này In fact, China has more lower Câu này nhìn phát sai luôn Không có gì phải bàn nhá yeah. more không thể đi với lower được được chưa thấp hơn không thể là more đi với lower một là cô sẽ phải sửa cái này thành lower thôi được chưa lower thôi hai là cô sẽ phải cô có thể đổi thành nó là much lower được nhá yeah. một trong hai cái ok câu số 30 này audio guys touch screens and video games All have to bring the ancient world alive here. Do they? Nào, câu số 30 này của cô xài ở đâu? Thứ nhất là chúng ta nhìn thấy tất cả cái thằng này đóng vai trò là chủ ngữ. Ok. Chủ ngữ này của cô thay bằng they. Được. Half của cô đây là gì? Half của cô là đây là hiện tại đơn đúng không ạ? Vì hiện tại đơn cô sẽ chọn trợ động từ là gì? Là do. Câu này của cô là câu khẳng định. Do vậy mà cái đuôi của cô đây không phải là do they. Đuôi này của cô phải là don't they. Được chưa? Vậy đáp sai đi. Sửa thành đây Đấy chưa ạ Xài đi luôn Rồi tiếp theo câu số 31 Các em lưu ý Cô cho cái bài này vào đây để cho các em thấy rằng là Cái lượng câu hỏi ấy, Thuộc về cái việc là Điền từ còn thiếu vào chỗ trống Cho một đoạn văn ấy Nó cũng hoàn toàn xuất phát Rất là nhiều câu xuất phát từ ngữ pháp Chứ không phải là từ vựng đâu Do vậy mà chúng ta đừng có thấy cái bài điền từ còn thiếu vật vào, vào đoạn văn nó dài dài thì Các em bỏ qua, rất là phí nhé Ok, nào câu 31 chúng ta nhìn vào đây Are is worse hay là worse Thì câu này các em nhìn thấy cho cô Câu này là câu về thì rồi Cộng thêm hòa hậu chủ vị nữa Đúng không? Thì các em này My hometown is smaller than London But there are, more, there are some similarities Each of the two cities nào, mỗi trong số một trong số hai cái thành phố này thì nổi tiếng bởi cái gì đó. Vậy trong trường hợp này cô sẽ chọn đáp án là East. Được chưa? Cô chọn luôn đáp án là East. Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì H ở đây phải cộng với động từ số ít Được chưa? Cho nên cô chọn East luôn. Câu số 32 này. Cô không cần đọc hết đâu. Cô chỉ cần đọc mà cái câu mà nó có chứa cái chữ mà yêu cầu mình phải điền thôi. In fact, some people don't like my city because it. Now, in fact, một số uh, thực tế thì một số người không thích cái thành phố của chúng tôi bởi vì nó khá là ồn ào và 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 tấp nập, đúng không? Nhưng đó lại là một lý do mà tôi yêu nó. Vậy thành phố của chúng tôi nó như thế nào đấy? Đúng chưa? Vậy câu thứ hai tiếp tục câu số 32 của cô sẽ lại là is đáp án D. Được chưa? Tiếp tục là đây đi. Câu số 33 này a lot of city markets take place in the daytime rất là nhiều các cái khu chợ ở thành phố diễn ra vào ban ngày nhưng ở trong cái thành phố của tôi thì nó lại không mở cửa cho đến khi trời tối những người Malaysia tend tend đằng sau cấu trúc thu vớt của cô là có xu hướng nhá có xu hướng vậy cô chọn đáp án A được chưa ba ba sẽ là đáp án A những người uh, những người uh, Malaysia có xu hướng là mua những cái đồ rau củ quả vào chợ đêm đúng không ạ và, và khi mà đến chợ đêm ở London thì người ta thường sử dụng siêu thị để mua sắm đồ ăn à, luôn luôn ở Kuala Lumpur thì trời luôn luôn là rất là nóng nhưng ở London thì trời lại gì ạ nhưng ở London câu số 34 đúng không ạ thì trời lại có thể trở lại But London can get very cold. B, I see. But London can get very cold. Okay? see that's probably why you get outdoor restaurants all over Kuala Lumpur all year round. Whereas in London, there, now, almost none in the winter. gần như không có cái gì thì cái năn ở đây cô phải hiểu là cái gì đã năn ở đây cô phải hiểu là cái gì chính là restaurant đúng không? đó là lý do tại sao mà có rất là nhiều cái cửa hàng um, ngoài trời được mở cửa đúng không? ở Kuala Lumpur trong suốt cả một năm trong khi London thì gần như không có cái nào mở ra vào mùa đông cả được chưa? vậy ở đây cô sẽ có là they are được chưa? hai cái này loại luôn chỉ còn có thể là they are và cái none ở đây nó thay thế cho no restaurant thay thế cho no restaurant ok rồi chúng ta sẽ có các câu cuối cùng các câu cuối cùng là phần viết lại câu ạ nào chúng ta đã xem we started to write to each other monthly three years ago chúng tôi đã bắt đầu như nào ạ viết thư lại cho nhau hàng tháng cách đây 3 năm. Đúng không? Hàng tháng cách đây 3 năm. Vậy thì ở đây là gì ạ? Chúng tôi đã viết thư cho nhau được 3 năm rồi. Vậy trong trường hợp này, sẽ chọn cho cô là we have written. Ok chưa? Vừa nào we used to write. Chúng tôi đã từng viết thư cho nhau sai về mặt ý nghĩa. Câu này cũng sai về mặt ý nghĩa. Đúng không ạ? Viết thư cho nhau, đã từng viết thư cho nhau trong 3 năm. Ở đây là we started to write, tức là chúng tôi đã viết cách đây 3 năm. Là chúng tôi đã viết được 3 năm rồi. Vậy we have written được for 3 years hay là since 3 years. Ở đây chúng ta lưu ý 3 years là khoảng thời gian. Cho nên chúng ta cộng với for cho cô nhé. For cộng khoảng thời gian. Được chưa Vậy đáp án của cô đây là B. Rồi câu số 37. Most people get fewer colds in summer than in winter. hầu um, hết Hầu hết mọi người thì ít bị cảm lạnh hơn vào mùa hè so với mùa đông Đây có chút so sánh Ít người bị cảm lạnh vào mùa hè hơn so với mùa đông Câu A này Một người thường có xu hướng cảm lạnh vào mùa đông Câu này cô loại bởi vì nó không mang tính chất so sánh À sorry Cô xin lỗi Ở đây không phải likely mà nên more likely cơ một người thì có xu hướng bị cảm lạnh nhiều hơn vào mùa đông Ok, câu này ổn Để xem qua câu khác nào More people have summer colds than winter colds Summer cold có nhiều summer cold hơn winter cold là sai, đúng không? Ở đây nó bảo là có ít hơn, vậy câu này ngược nghĩa, sai People get colder in summer Cảm lạnh chứ không phải là lạnh nhá Colder, đây là cảm giác bị lạnh Còn cái cold này là bệnh ấy, nhá Cái bệnh cảm lạnh Được chưa vậy hai cái câu này là khác nhau về nghĩa rồi Winter is much colder câu này lại càng không liên quan đến nghĩa đáp án thế thì đáp án đây của cô chọn là đáp án A nhé rồi một người có xu hướng đúng không ạ bị cảm lạnh có xu hướng một người thì có xu hướng bị cảm lạnh nhiều hơn vào mùa đông Và đây cô có, có cái cụm get a cold này Get a cold Thì chính là bệnh cảm lạnh Nhớ yeah. Ok Rồi câu số 38 này When they arrive at the cinema The good seats were already taken Khi họ đến Khi họ đến à, dạp chiếu phim Thì những cái ghế tốt đã có người ngồi mất rồi Nào Họ không có ghế tốt bởi vì Họ đến Uh, cinema quá muộn. Câu này ổn, đúng không? Họ đến cinema muộn đủ để có thể lấy được ghế tốt. Câu này trái nghĩa sai. Họ phải đứng một thời gian rất là dài. Câu này không nhắc đến sai. Họ không thể có được cái ghế ngồi mặc dù họ đến sớm. Mặc dù họ đến sớm mà họ không có cái ngồi sai. Câu này là gì? Khi họ đến thì các ghế đã rồi. Vậy thì có nghĩa là họ đến muộn chứ không phải là họ đến sớm, đúng không? Cho câu này sai. Vậy cô chọn đáp án A. Được chưa Rồi câu số 39. À cái sự danh tiếng của Moza bắt đầu được trải rộng ra khắp châu Âu khi ông ấy mới 17 tuổi. Vào lúc 17 vào lúc 17 tuổi nhá thì danh tiếng của Mozart đã bắt đầu spread through Europe hay là begun à, ok ở đây là ở độ tuổi 17 bảy à, sorry các em nhé cái này cái này để lỗ một chút à, các em sửa lại giúp cô đây không phải là begun began hộ cô nhé ok sửa lại giúp cô cái từ này là began ok cái này bị lỗi để ra lúc của cô copy Vậy đây cô có cấu trúc là ở tuổi 17 Đúng không ạ? Ở tuổi 17 Đây là gì? Vào năm 17 này Vào thời điểm 17 Cái cấu trúc này không có rồi Đây là bán này cô là đi Vào độ tuổi 17 Được chưa ạ? Rồi câu số 40 He was annoyed because I walked across his field tôi rất là gì anh ta rất là gì anh ta rất là bực khi mà tôi đi qua cái cánh đồng của anh ấy được chưa điều đó có nghĩa là gì anh ta phản đối cái việc tôi đi qua cái cánh đồng được chưa he objected to me because i work. ở đây không có object to me nhá chỉ là gì rồi anh ta phản đối cái việc tôi đi ra khỏi đúng không thì đây không có là to me to have có đèn sai cấu trúc For me không có Đáp án cô là C Cấu trúc của cô là gì? Cấu trúc của cô là object somebody To doing something Hoặc là object To Cộng với vô bình Hoặc là object to cộng với một danh từ Được chưa Và cái danh từ này hoàn toàn có thể là Tính từ sở hữu Có thể được làm bằng từ tính từ sở hữu Cộng với vô bình được coi là danh động từ ok. Vậy thì uh, câu 40 Chọn câu đáp án là C Rồi thank you Cảm ơn tất cả các em uh, cô hỏi đã chữa xong cho các em uh, Từ câu số 1 cho đến câu số 40 Bài khá là dài và cũng khá là khó Đối với những bạn nào mà làm được khoảng 9 điểm câu này Thì các em đã rất là chắc ngữ pháp rồi À 9 điểm bài này tức là các em đã khá là chắc ngữ pháp rồi Nhá, các em chỉ cần bổ sung thêm từ vựng nữa thôi Còn những bạn nào ấy Mà bài này của các em từ tầm 6 điểm trở xuống Thì các em vẫn cần phải uh, Làm thêm ngữ pháp uh, Làm thêm các bài tập ngữ pháp Cũng như là củng cố lại các, 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 các chuyên đề về ngữ pháp nhá Ok, thank you Cảm ơn các em rất là nhiều Goodbye, see you